Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với Hearts of Might 4 đi. Và như các bạn có thấy đây rằng là mình đang không hề chơi một chút gì DLC mới cả. Tại sao? Bởi vì rằng là mình không biết đang kiểu gì. Dù rằng là có một số người trên group của Hearts of Might 4 Paradox Việt Nam ấy, với cả Discord có đăng lên rồi và mình thấy rằng là không hiểu đang kiểu gì. Mình khó hiểu, mình không biết đang kiểu gì. Vậy nên rằng là thôi thì chúng ta sẽ đành chơi tạm Liên Xô ngày hôm nay. Thì mình nãy mình có quay gần xong rồi. Gần xong rồi. Và thế rằng là mất điện. Thế nên rằng là video ngày hôm nay sẽ chỉ có khoảng tầm nửa tiếng nhá. Thì kế hoạch hôm nay của mình là gì? Chúng ta ngày hôm nay sẽ ban phát cộng sản cho các quốc gia trên thế giới. Đầu tiên rằng là chúng ta sẽ cần phải làm Southern Trust. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ declare war một Iran, Afghanistan và Iraq. Rồi sau đó rằng là chúng ta sẽ declare war cả Nhật nữa nhá. Khá đơn giản thôi, bởi vì sau khi đánh xong bọn này thì mình chỉ sợ rằng là tham gia phe nào đó như kiểu phe đồng minh chẳng hạn. Và vậy nên rằng là mình phải chấp cả phe phát xít và phe đồng minh. Vậy nên nó khá là mệt. Từ xem nào. Đầu tiên rằng là mình sẽ phải gộp lại mấy sư đoàn nhé. Xem như nào nhé. Ông này sang bên này hộ tôi coi. Ông này vào đây hộ tôi cái này. Còn ông này sang bên này hộ tôi coi. Nhập vào nhau này. Rồi ok. Thế thì bây giờ ấy thì rằng là mình sẽ muốn là điều chỉnh cho mình một chút này. Khoảng tầm là một sư đoàn 17 này sẽ xuống dưới này và tấn công từ chỗ này nhá. Sư đoàn tầm 24 sẽ xuống dưới này. Rồi ok, ổn rồi đấy. Thế thôi, có gì đâu. Giờ bọn này Iran cả Afghanistan thì Iraq. Iran tuy rằng lớn hơn, giàu hơn một tẹo. Nhưng mà vấn đề rằng là bọn Afghanistan là cái khu vực của nó ấy là nó hơi khó tấn công một chút. Nó hơi bị nhiều đồi núi quá với cả rằng là supply chỗ này nó hơi yếu. Thì vậy nên rằng là mình sẽ cần phải xây dựng một chút supply thế này nhá. Để mà kiểu tiếp viện cho quân đội của mình nó ok hơn một chút đi. Cứ làm đi, làm đi. Và thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cho mình. Nhớ là nhiều vào nha các bạn nhá. Chính ra rằng là mình cũng đang cân nhắc việc xâm lược cả bọn Thổ Nhĩ Kỳ nữa ấy, bởi vì rằng là khi mà đánh Thổ Nhĩ Kỳ thì nếu mà kịp thời thì mình có thể xông thẳng ra bên phía bên biển Istanbul này nữa này. Bởi vì rằng là chúng ta sẽ có thể xin được cái military access từ người Pháp và sau đó rằng là chúng ta sẽ tấn công từ tất cả mặt trận này thì Thổ Nhĩ Kỳ nó sẽ quá yếu để mà phải giữ được. Thì tuy nhiên rằng là lực lượng của phe phát xít nó sẽ hỗ trợ khá là nhanh chóng ấy, thì vậy nên rằng là mình không biết chắc là cho lắm. Hơi căng nhỉ, hơi căng đấy. Còn lực lượng này ấy, thì mình nghĩ ra rồi là tất cả sẽ tập trung xuống phía là người Anh và sau đó rằng là tấn công khu vực phía châu Phi của bọn họ mình cái đi nào. Assemble to access rồi ok. Phá cho mình cái lệnh đi này. Vào đây này. Đấy rồi ok đã xong. Tấn công đi nhá, tấn công đi và chiếm toàn bộ châu Phi của mình. Đơn giản là vậy thôi. Thì khả năng cao ấy là có thể rằng là đây là part cuối cùng của campaign này chăng? Mình biết rằng là vẫn còn thấy nhanh ấy, bởi vì rằng là chúng ta vẫn chưa đánh được xong cả bọn Đức cơ mà. Thì vấn đề rằng đánh bọn Đức bây giờ nó vẫn hơi căng ấy, kiểu không biết bao giờ là mới thắng được. Thì vậy nên rằng là chúng ta cứ xem như nào đã nhá, cứ xem như nào đã, rồi sau đó rằng là mình mới tính sau. Còn bây giờ thì hiện tại là cứ như này đã này. Lượng mới này đâu nhỉ? Thế thì cứ vào bên này đi, đấy vào đi. Khoảng tầm là cả năm sư đoàn anh nhá sẽ tấn công bọn Nhật khoảng tầm một lúc nữa. Sau khi mình làm xong cái Southern Trust này thì mình sẽ tập trung tấn công bọn Nhật luôn nhá. Thì bởi vì rằng là hôm nay mình hơi ít thời gian. Mình cũng đéo ngờ nó mất điện các bạn ạ. Đang nói rất là hăng tự nhiên lại mất luôn. Chán đời không chứ lại. Chán đời vãi. Chính ra rằng là sáng nay là mình tìm mọi cách để mà down game cho các bạn xem ý. Như kiểu AoE3 này hay rằng là kiểu Hearts of Iron 4 này. Tuy nhiên rằng là mình không thể nào mà làm được cái gì cả. Thì vậy nên rằng là rất là buồn. Mình mất mẹ thời gian học bài của mình để mà mình đi làm cho các bạn. Buồn vãi. Trước khi đi leo rồi chúng ta sẽ cần phải lưu này. Tất nhiên rồi, là bởi vì là Minchi hay lưu mà. Tấn công này, cho mình cái lệnh xuống đây này. Tấn công luôn cả ba phe luôn nhá, đừng có đợi gì cả nhá. Declare war luôn này, declare war và declare war. Rồi ok, đã xong. Và sau đó rằng là lực lượng này ấy, thì mình sẽ muốn là điều chỉnh mặt trận của mình sang bên phía này đi. Rồi ok. Mấy quốc gia tham gia phe phát xít rồi nhá. Thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ có đường đường chính chính mà tấn công thôi. Anh này xuống đây luôn nào. Triển khai luôn nhá. Anh này thì mình sẽ muốn rằng là aggressively execute này. Cả lượng này cũng thế này. Cho aggressively đi. Chúng ta có quá nhiều vũ khí. Thực sự rằng là mình không hiểu sẽ đâu ra mà nhiều thế được ý. Đây này. Chúng ta gần 200.000 khẩu ấy. Thực sự rằng là bây giờ dùng đến bao giờ mới hết được thì mình mới hết tài ấy. Anh này chiếm mình Tehran luôn này. Anh này đi vòng sang bên này nhá và chặn được mình lực lượng của người Iran xuống này. Đấy, xuống đi.
cắt cho tôi đi nào. Rồi ok, tiêu diệt luôn bọn nó đi. Destroy them. Xuống đi coi. Còn ở bên này thì Afghanistan này tất nhiên rằng là sẽ hơi căng một chút, thì tuy nhiên rằng là chắc là cũng chẳng sao lắm đâu. Sợ mẹ đi. Mashhad vào đây này. Rồi ok, tôi cần một anh chiếm cho tôi vào Tehran được không anh ơi? Bị đẩy lui cơ. Ghê đấy nhở, ghê phết đấy. Bao vây tôi để cho mình lực lượng này này. Và anh này sẽ bắt đà luôn được nhá. Sẽ bắt đà luôn luôn. Chính là Mosul luôn rồi cơ. Mình sẽ cần phải chiếm nhanh nhá. Không thì bọn người Pháp ấy rằng là bọn nó sẽ tấn công và chiếm sạch những cái lãnh thổ mà mình cần ấy. Mà mình cũng muốn đầu tư vào cả máy bay nữa. Thì tuy nhiên rằng là vấn đề là gì? Trên thế giới bây giờ không có ai xuất khẩu cao su mà thân mình nữa. Như kiểu Thái Lan với cả rằng là Nhật ấy, thì rằng là bọn nó sẽ, mình sẽ declare war luôn bây giờ ở đây. Thì vấn đề rằng là khi mình declare war thì mình không biết sẽ, rằng sẽ mua từ ai nữa cả. Đó là điều khá đáng buồn đây. Nhanh lên ơi, 4 ngày cơ. Đi lâu đấy, mệt mỏi đấy. Anh này xuống đây này, đi vòng xuống đây và chiếm mình cả Barash. Đấy, vòng xuống luôn này. Bọn này chiếm luôn cả Quad City của cái bọn người Anh rồi. Tehran đã chiếm được rồi này. Và sau đó rằng là anh này cứ giữ nguyên vị trí nhá. Tehran, Iran sụp đổ chưa? Gần sụp nhá, gần sụp. Night Vision. Thực sự là cái cây gần hết rồi ấy. Chúng ta là chơi đến năm 1943 rồi. 1943 luôn rồi ấy. Hình như rằng là mình có skip vài cái turn đúng không nhỉ? Hình như vậy sao ấy. Mình không nhớ lắm. Bên này như nào rồi? Tấn công đấy, mất thời gian đấy. Nhìn này, có một sư đoàn nó ở đây nhá. Một sư đoàn thôi các bạn ạ, một sư đoàn thôi. Aggressively execute này, tấn công toàn bộ luôn này. Cố lên nào, triển khai thật nhanh luôn nào. Lực lượng của mình nó khá là cơ động ý. Kiểu toàn xe tăng, xe tải với đủ kiểu. Thiếu cái gì đâu. Còn anh ở Nhật có vẻ như rằng là cũng hơi căng ấy nhỉ. Căng phết đấy. Khiếp, bao nhiêu vũ khí không? Gần 200.000 rồi này. Rồi ok, Iran gần xong rồi này. Và bây giờ anh này thì anh ấy sẽ tấn công cho mình từ hướng bên này và đây cái được không? Tấn đi, tấn đi, tấn đi. Vào luôn nào anh ơi. Anh này sẽ xuống Bandar Abbas ba cái gì kìa. Còn anh này thì sẽ vòng ra đây, đi vòng đi động được. Vào một trận đi, ok kìa, mò lên. Chỗ này sao rồi? Chưa đến 70 ngày cơ. Game nó lag thế rồi cơ đấy. Thề luôn, game này mình không hiểu sao rằng là đến sau khi năm 1942 rằng là game rất là lag nhá. Máy mình nó gần như là không chủ được nữa rồi. Mà máy mình là phải gọi là rất là xịn ý. Kiểu xịn thì cũng không phải là xịn như kiểu là 3090 hay 3080 gì cả. Nhưng mà chủ yếu rằng là mình không ngờ là nó lại lag thế được ý. Bao giờ nó phải có như kiểu là của cái Counter-Strike ý, rằng là sẽ giới hạn số lượng quân đội mà mình có thể chiêu mộ được. Thì cũng như kiểu rằng là kiểu bao nhiêu nhà máy chiêu mộ được bao nhiêu quân đội ấy. Thì vậy nên rằng là cũng như kiểu rằng khiếp 40.000 khẩu. Ghê không? Ghê không? Ghê vãi các bạn. Mặt trận mới mình đâu nhỉ? À đây. Sửa rồi mặt trận này. Và bây giờ sang bên này của tôi coi và tấn công đi. Chỉ bên tôi Kabul đi này. Kabul hở này. Đánh đi, đánh đi chứ. Còn lực lượng còn lại thì rằng là mình sẽ muốn là sang bên phía Mãn Châu luôn đi. Sang luôn đi nhá, sang luôn đi. Còn bây giờ lực lượng mới chưa mộ ấy thì rằng là sẽ ở bên phía là North Sakhalin nhá. Mình sẽ có kế hoạch ở đấy. Khiếp, không ra phòng thủ à? Bọn em bị điên à? Tuy nhiên mà Ấn Độ sụp đổ mà chúng ta vào đấy mà chiếm lãnh thổ của nó được cũng khá là ngon nhỉ. Nè, mày khôn đấy con. Chiếm lãnh thổ này. Herat, thủ đô mới của bọn Afghanistan là cũng trong tay mình rồi. Thì sập chưa? Sập rồi này. Sau đó là ấy, chúng ta sẽ cần phải... vũ khí cũng ok đấy. 10.000 khẩu. Mình đéo hiểu sao bọn nó nhiều thế nhỉ? Cho mình là root out resistance này. Bởi vì dưới này thì bọn nó sẽ chống đối khá là nhiều này. Và đây này. Vừa nãy mình chơi rồi là mình chiếm nhiều hơn cơ. Tuy nhiên rằng là bây giờ thì mình cũng lại bị mất... mình dùng ít quân đội đấy. Vừa nãy rằng là mình dùng khoảng tầm là 40 sư đoàn, bây giờ dùng khoảng tầm là bao nhiêu gì đó, cũng ít hơn vừa nãy vài sư đoàn thôi. Mà đây này, đơn giản thôi. Có vẻ như rằng là anh Trung Quốc gần thua này.
hay rằng là bây giờ cho Trung Quốc thua nhỉ? Trung Quốc mà thua ấy thì rằng là chúng ta sẽ lao vào đấy mà chiếm luôn, và sau đó rằng là mình sẽ ăn được lãnh thổ Trung Quốc nữa. Cũng ngon, cũng ngon đấy. Thì bây giờ rằng là mình muốn mà xem thử, à không, mình đang trong chiến tranh à. Mình định cử volunteer sang bên phía Nhật Bản hỗ trợ tiêu diệt Trung Quốc ấy. Để mình ăn, muốn ăn lãnh thổ bọn nó. Bảo rồi rằng là mình muốn ăn. Pattern này ngày hôm nay ấy, rằng là chúng ta sẽ cần phải lan tỏa cộng sản chúng ta ra mang khắp nơi để trở thành một cái cường quốc trên thế giới. À đâu, mình là siêu cường đấy nhỉ. Tuy nhiên rằng là nếu mà nói ra ấy, là số lượng nhà máy của mình nó hơi ít so với bọn người Anh và bọn người Mỹ. Đấy nhá, phe phát xít thì rằng là bọn nó khoảng tầm là 1.000 nhà máy. Người Đức là khoảng tầm 500 rồi, tuy nhiên rằng là mình chỉ có khoảng tầm là 200 thôi, khá là ít. Còn phe đồng minh khoảng tầm là 1.300.000. 1.300.000 các bạn ạ. Người Anh có khoảng tầm là 400 bao nhiêu này. Sau đó rằng là người Mỹ nữa rằng là 525 gì đó. Thế cộng lại rằng là cũng ghê phết đấy. Hơn 1.000 nhà máy. Đỉnh vãi các bạn ạ, đỉnh vãi luôn. Và luôn đây này. Đánh luôn xuống phía Nam. Declare war luôn thì cũng được thôi, nhưng mà mình muốn rằng là ăn lãnh thổ của Trung Quốc ấy. Thôi được, declare war luôn cái đi. Nhật Bản thì nó có phe riêng không nhỉ? Là East Asian Cold Prosperity Sphere. Sau đó rằng là mình sẽ muốn triển khai máy bay này. Mình cũng không có nhiều máy bay ở chỗ này đâu, bởi vì rằng là chúng ta bị thiếu nguồn tài nguyên về cái cao su ấy, thì vậy nên rằng là nó sẽ hơi khó một chút này. Bay em mình Air Superiority Close Interception đủ kiểu này, không phải anh đâu nhá, bay sang bên này này. Đấy rồi, ok, nghiên cứu gì nữa đây đại bác à? Ờ, đi nghiên cứu nốt đi. Anh này thì sẽ vào đây hộ tôi cái đi. Phía châu Phi như nào rồi? Cũng đang khá là ổn, chưa có gì lắm. Mình được bao nhiêu điểm rồi? Mình nghĩ rằng không nhiều lắm đâu, mới có 17% thôi, thì vậy nên rằng là sẽ cần phải cố gắng thêm này. Còn bây giờ thì lực lượng của chúng ta vẫn chưa vào vị trí được đúng không? Ờ, chưa vào. Đợi tí đã nhé các bạn nhé, đợi tí đã. Sau đó là gì? Là mình sẽ có một cái đạo thủy binh ở đây là khoảng tầm 17 thuyền này, làm cho mình rằng là submarine. Cho mình sang bên cảng phía rằng là đâu nhỉ? Một Vostok này. Đầu tư tất cả vào đây nhá, thì rằng là bao nhiêu mới xong một cái thuyền. Nói chung rằng là mình sẽ đầu tư vào tàu ngầm là chủ yếu. Tuy rằng là tàu ngầm chúng ta toàn là tàu ngầm năm 1936 ấy, và nghĩa rằng là nó khá là tệ ấy. Thì tuy nhiên rằng là chúng ta kệ mẹ đi nhá, kệ mẹ đi. Ông Field Marshal này có cái trick khá là hay, rằng là Unyielding Defender với cả rằng là có cả cái Organization First này, nó khá là ngon này. Thì vậy nên rằng là nếu phòng thủ ấy thì nó sẽ rất là ok. Experimental Rocket à? Mình sẽ muốn làm bom hạt nhân nhá. Thì tuy nhiên rằng là mất 600 ngày để mà nghiên cứu cái này, thì vậy nên rằng là mình nghĩ là có lẽ là thôi. Và cái vị trí đấy nhở, mà anh này sẽ từ từ, bên này rằng là chúng ta vẫn còn một cái máy bay không cần dùng này. Sang bên phía này hỗ trợ được cái này. Đấy rồi, ok. Đường bay cũng khá là xa. Ui, bay xa đấy. Chỗ này thì chúng ta cũng không có nhiều máy bay em đâu. Không quân của mình bị nghiền nát bởi quân đội của bọn Đức. Cũng không hoàn toàn là nghiền nát này, tuy nhiên rằng là chúng ta có quá ít cái rubber ấy để mà làm ấy. Xe tải bị thiếu rồi cơ. Hả? Có lẽ rằng là bị thiếu rubber nó vậy đấy. Hạ bớt này xuống này, và hạ bớt này xuống này. Rồi ok, mong là sẽ phục hồi kịp này. Rồi ok, declare war cái nào. Anh Nhật Bản declare war cái đi. Mình sẽ gọi cả đồng minh vào nữa này, là Mông Cổ. Bây giờ cùng đợi cái cho đây rồi ok. Bởi vì là anh Nhật đang tập trung ở phía Nam này quá nhiều, thì vậy nên rằng là bên phía Bắc này bọn nó không kịp thời để mà phản ứng ý. Thì đơn giản nói thắng rồi. Mãn Châu là sẽ sụp đổ trong khoảng tầm là một lúc nữa, thì vậy nên rằng là cũng khá là ok này. Sau đó là Nội Mông này. Kiểu hồi bé rằng là mình cứ hỏi là tại sao rằng là Mông Cổ là ngoại Mông còn bọn này là Nội Mông, thì đấy mới khó hiểu chứ. Đấy, tấn công ê, triển khai luôn đi nào. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Anh này chiếm mình chỗ Sakhalin này. Bởi vì rằng là phía Nam này nó có một cái cảng, thì vậy nên rằng là nếu mà chúng ta không cẩn thận thì bọn nó sẽ chọc sau lưng mình và chúng ta sẽ mất phía Bắc này.
cẩn thận tí không không thừa đâu các bạn ạ. Thì mọi lần là mình bị ăn cứt vài lần rồi, toàn thế. Anh này anh sẽ vào đây này, Harbin xong rồi Helsinki đủ kiểu này đấy rồi. Ok anh này cũng thế này, vào luôn đi, vào luôn đi, vào luôn đi, vào luôn đi. Đánh sập bọn Mãn Châu nào, sập đi, sập đi, sập đi, sập đi. Sau đó rằng là mình sẽ muốn thử xem là liệu chúng ta có đổ bộ lên đây được không, thì cũng như kiểu rằng là bên phía Hokkaido này, lực lượng của người Nhật ấy bây giờ nó không có một tí nào đâu, tập trung toàn bộ ở bên phía Trung Quốc rồi, thì vậy nên rằng là xem thử đấy nhá. Bây giờ nếu mà mình triển khai thủy binh của mình ra ấy, thì liệu rằng chúng ta có chiếm được không. Mình hay đánh liều đấy, thì tuy nhiên rằng là sẽ xem thử như nào nhỉ, cần có escort xem thử nhá. Được à, ui được 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 được, thế về cảng đấy nhá, về cảng cái này. Rồi sau đó rằng là chúng ta sẽ đổ bộ từ bên này. Đây sẽ là lực lượng hủy lực lượng ấy nhé, hủy đi. Sau đó rằng là anh này sẽ vào đây này, và sau đó rằng là cho mình đổ bộ này. Người Nga đi đổ bộ này, đổ bộ xuống có cảng nào không nhỉ? Cảng nào mà trong khu vực này ấy? À đây, rồi ok, vào đây này. Đấy, rồi ok. Chắc là ổn đấy. Bao lâu nữa xong được nhỉ? 49 ngày nữa. Rồi ok. Hết giờ chưa? Gần hết. Chiến luôn đi anh ơi, vào luôn đi nào. Rất là dễ dàng rằng là lính của bọn Nhật sẽ bị mắc cạn đây luôn này. Mắc cạn có nghĩa là khi mà một quốc gia sụp đổ ấy thì rằng là mẹ ghét nhất mấy đứa nẹt bô. Khi mà một quốc gia sụp đổ thì rằng là toàn bộ lãnh thổ bọn nó sẽ thuộc về tay mình, và vậy nên rằng là những cái đứa nào mà vẫn đang trên lãnh thổ đấy thì bọn nó sẽ bị kẹt trên đấy và bọn nó sẽ bị mất supply chẳng hạn. Tầm đấy. Bao lâu nữa xong rồi nhỉ? Lâu quá nhỉ? Thôi thì cứ đánh đi nhá, cứ đánh đi. Và sau đó rằng là các anh cứ làm gì làm. Bên này thì vẫn như nhau thôi, cũng chưa có việc gì lắm cả, và người Mỹ và người Anh vẫn thất bại trong việc đổ bộ xuống thôi. Thì ở chỗ này thì vẫn thế à? Ừ vẫn thế. Chưa có gì lắm. Ở đây sao rồi? Sao mà chúng ta không chọc thủng qua được? Khó thế cơ. Có lẽ là ấy, ở phía nam này ấy, thì rằng là mình sẽ kéo cái chỗ này lên này. Đừng tấn công đấy nhá, tấn công ở trên này đi này. Mà xử lý mình trên này đi. Chỗ này nó hơi yếu này, thì vậy nên rằng là nếu mà chúng ta phản ứng kịp thời thì sẽ khá là ngon này. Chỗ nào đây? À, thuyền của mình đã bị mất, khá là buồn. Thôi kệ đi. Xử lý đi anh ơi, chiếm nốt đi cái, đừng để mất thời gian nữa nào. Chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi. Còn ở phía nam này thì còn thành phố nào nữa không mà sao vẫn chưa sụp đổ nhỉ? Anh Nhật đã bổ sung lực lượng đây rồi thì có lẽ rằng là vẫn hơi khó một chút thôi, nhưng mà đánh đi ơ kìa, lâu đấy. Aggressively execute này, đánh đi. Chiếm nốt mấy chỗ này đi, lâu đấy. Chỗ này sao rồi nhỉ? À, 49 ngày nữa, cố lên nào. Chúng ta hoàn toàn rằng là có thể chiếm lãnh thổ Nhật cho phe mình được, thì nó khá là ngon, rất là ngon luôn các bạn ạ, rất là ngon. Chiếm nốt đi này, xử lý đi. Còn anh bên này thì sao nhỉ? Đánh nốt đi, chiếm nốt đi này. Còn ở trên phía Bắc này cũng hết rồi này. Ở phía Nam này chúng ta đang bị thiếu manpower, chuyển sang thành limited conscription. Trong cuộc chiến này chúng ta chết quá ít ý. Thực sự ý, rằng là quân đội của mình giữ quá tốt, thì vậy nên rằng là những cái phần người Đức nó không thể tấn công mình. Nhưng mà chỗ này nó bị hở này, thì cũng may, may rằng là anh Đức không tấn công chỗ này nhá. Mình mà không để ý là chúng ta sẽ vỡ trận luôn. Thì vậy nên rằng là à, thôi kệ mẹ đi. Như nào rồi mấy anh ơi? Mình rất mong chờ là việc xâm lược Nhật Bản đấy. Bởi vì mình chơi Liên Xô ấy là mình chưa bao giờ làm xâm lược Nhật Bản, bởi vì chúng ta không có thuyền ở đây ấy. Thì vậy nên rằng là cũng may là thuyền của người Nhật ấy đang tập trung ở phía nam thế này. Thì vậy nên rằng là mong chờ là vậy, chứ mình chưa chắc lắm đâu. Nhưng mà chưa chắc lắm đâu. Rất là ngon lành. Đánh đi nào. Mãn Châu sập chưa? Gần sập, tới nơi rồi. À, cái này thuộc vào người Trung Quốc à? Thế đi vào lại mặt trận đi cái. Xóa ở chỗ này đi. Đấy, rồi ok. Vái đi nào mấy anh ơi. Còn ở bên này sao rồi? Vẫn chưa đánh sang Trung Triều Tiên được à? Gần được rồi đấy, gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. Cố lên.
Rất ngon các bạn ạ, rất ngon, rất ngon, rất ngon, rất ngon. À, thủ đô mới là Mukden à? Thế thì bây giờ anh đi bộ qua đây này, tấn công đi này, chiếm cho mình Mukden này. Sắp 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 sắp. Boom, rồi ok, đã xong. Rất là đơn giản luôn. Lực lượng người Nhật đã bị bao vây ở đây rồi thì bọn nó sẽ chết chắc ở đây luôn này. Tuy nhiên rằng là mặt trận trông rất là xấu. Xem nào, có lẽ rằng là chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh mặt trận lần nữa này. Thì bây giờ rằng là đầu tiên này, xóa mặt trận chính đi này, và sau đó rằng là mình sẽ muốn khoảng tầm như nào bây giờ nhỉ? Lực lượng này sẽ tấn công cho mình bên này, đấy, tấn công bên này. Bên này thì sẽ sang bên này xử lý mình bọn này này. Cũng thế nhá, cũng thế thôi. Anh này thì sẽ sang bên này và tấn công cho mình mặt trận bên này. Đấy, triển khai đi. Chiếm cho mình Triều Tiên này. Rồi ok. Anh này thì sẽ đứng nguyên đây nhá. Giữ nguyên nhá. Sẵn sàng này. Còn anh này thì cũng thế này. Tấn công của tôi này. Đấy, chiến này. À, Thái Lan đã sụp đổ rồi. Còn bên này như nào rồi? Ok. Lưu nhá, lưu đã. Mình sẽ mong chờ rằng là chúng ta có thể rằng là chiếm lĩnh được cái bờ biển này. Tuy nhiên rằng là mình không chắc lắm đâu. Thực sự rằng là không chắc lắm. Triển khai nào. Được không, được không, được không, được không, được không. Không được à, ơ kìa. Buồn ấy, cho tôi cái chỗ biển này nào. Cho tôi đổ bộ. Mấy anh ơi. Đánh nhau rồi à? Cái gì ấy? À, float á, là cái gì? Cho tôi màu xanh này đi. Một màu xanh thôi. Làm ơn. Một màu xanh thôi. Anh ơi. Cho tôi cái bờ biển nào. À, Trung Nhật bạn vẫn có quân đội trên đấy à? Thì cũng hơi căng nhỉ. Chiếm đi anh ơi. Thôi kệ mẹ, cứ xem bên này đã này. Còn đây sao rồi? Chiếm ở chỗ này này. Còn một số anh là tràn xuống đây luôn đi. Còn đợi nữa. Xuống luôn, xuống Busan này. Còn ở bên này sao rồi? À bên này ấy nhỉ. Nhớ để ý nhỉ, quên mất. Anh này thì sẽ không vào đây được à? Xem nào, thế thì sang bên này đi coi. Và sau đó là cho mình lực lượng mới này. Giữ cho mình cái cảng Arthur này. Vào đây này. Rồi ok. Chiếm đi anh ơi, chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi. Chiếm nốt đi nhỉ. Đã xong, rồi ok. Sau đó rằng là mình sẽ muốn một lực lượng, xem nào. Bao giờ triển khai được thì triển khai luôn nhá. Thì mình sẽ mong chờ là vậy. Niềm tin của mình rằng là chúng ta sẽ đổ bộ lên được thì ít nhất là vậy nhá, ít nhất là vậy. Sao nãy chiếm được mà bây giờ không chiếm được? Ô được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ê rồi. Bắt đầu di chuyển này. Vẫn đánh thôi, vẫn đánh thôi, vẫn đánh thôi. Rồi ok, lưu đã này. Lưu đã, lưu đã, lưu đã, lưu đã. Ok. May quá. Một màu xanh xanh là đã cho mình cơ hội tấn công rồi này. Đừng qua nhá, đừng qua nhá, đừng qua, đừng qua, đừng qua. Ok, không qua cả, không qua cả, không qua cả. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi ok. Chiến nào. Leo lên Nhật Bản thế nào. Rồi ok. Lên đi cái anh ơi. Vào đây nào. Rồi ok. Rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon. Nhật Hoàng mà thấy cái này chắc là vỡ tim mất. Triển khai lúc này. Đấy, tấn công này. Anh chiếm tôi Nagoya này. Anh chiếm tôi Osaka này. Bên này là Kyoto này. Đấy, rồi ok. Nhật Bản này thua chắc rồi. Nhật Bản là một phe riêng ấy. Thì vậy nên rằng là chúng ta sẽ có thể là chia bọn này trước được. Anh ấy sang bên này và chiếm bên Tokyo này. Chiếm đây, chiếm đi, chiếm đi. Coup in Romania. Rồi ok, không sao cả này. Rocket Artillery. Và sau đó rằng là Free Rocket à. Thì vào convoy thôi. Chúng ta vẫn là bị thiếu về rubber. Mua từ bọn British Malaya này. Đủ đấy. Thế nên bây giờ rằng là mình sẽ không bị sợ bị thiếu về cái cao su nữa. Chỉ mà tôi Tokyo đi. Đã xong rồi này. Còn ở bên phía Nhật Bản, Trung Quốc kia nữa thôi. Chiếm nó đi này. Chiếm nó đi này. Chiếm nó đi này. Ok chưa anh ơi. Xử lý này. Xử lý này. Chỉ mà tôi cảng này nào. Dalian này. Giữ tôi bọn này vào này. Anh này vào đây này. Đấy. Rồi ok. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Thắng rồi. Ôi, dễ quá.
dê vãi các bạn ạ, dê vãi. Bên này vẫn thế, nếu khác gì cả, bọn Đức nó vẫn chả làm gì cả. Sao rồi? The four what fuck? Rồi ok, biết vậy đã. Không sao cả, Tokyo sẽ sụp đổ đây thôi. Xong chưa? The fall Tokyo rất là dễ. Mà bây giờ thủ đô mới là ở phía Nagasaki à? Thế chiếm Nagasaki đi vậy. Xuống đây luôn nào. Close City Network với cả là sau đó cho mình cái infrastructure effort này. Nghiên cứu thì có lẽ rằng là về cái nốt cái Army Doctrine này. Còn ở trên phía Bắc này thì mình nghĩ rằng là chúng ta không quá nhiều đâu này. Chia một nửa lực lượng này ra nhá, sang bên phía Zhukov này. Và sau đó rằng là mình sẽ muốn Zhukov là người tập trung phía Bắc này. Đấy, tấn công cho mình lực lượng bên này đi này. Xử lý này. Còn lực lượng bên này thì mình sẽ muốn rằng là có cả mặt trận đây nữa nhá. Đi nhanh lên nào. Chúng ta là coi như là gần thắng rồi đấy. Còn ở phía này nó đảo Jeju nữa. Ô, có đường sang cả đấy cơ. Ghê đấy. Xử lý này. Xử lý này. Xử lý này. Xử lý này. Rồi ok. Rất là dễ dàng này. Quá dễ. Vãi cả Nagasaki vẫn còn phòng thủ cơ. Tấn công này. Xử lý đi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Boom. Thắng chưa? Sập chưa? Gần sập. Còn đâu nữa nào? À đây Sendai này. Thế chiếm mình Sendai đi cái. Chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi. Máy này vào đây này, xử lý cho mình đi cái được không? Ơ, không đi được à? Đánh nốt đi. Trời ơi, lâu quá. Sập chưa? Sập. Vẫn chưa sập cơ à? Hokkaido à? Hay là đâu? À, Kochi, 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 Kochi. Sao mày không đi qua đây được? Sao lại không đi qua đấy được nhỉ? Khó hiểu đấy. Ở đây sao? Khó hiểu ấy nhỉ? Tại sao không đi qua được? Thế thôi cứ đi lên phía Bắc này nhá. Và chiếm mình nốt mấy thành phố trên này đi. Chính cả Hokkaido này sao đủ kiểu này. Đấy đi đi. Mau lên nào. Aomori. Aomori là gì nhỉ? Xanh à? Cái gì đó xanh. Thắng chưa? Mấy giờ nhỉ? Gần hết giờ rồi. Phía Nam mới đâu hết rồi. Chả hiểu sao không đi qua được nhá. Khó hiểu đấy. Thế thì thôi nhá, anh bây giờ anh đi ra đây này và xử lý mình bên này đi. Chiếm đi. Excavation 2, sau đó rằng là hay là thôi nhỉ, cứ giữ nguyên vị trí đây đi nhá, cứ giữ nguyên đây đi. Bởi vì rằng là có như nó định làm gì chỗ này ấy. Thì vậy nên rằng là mình hơi sợ một chút. Khi thôi không cần đâu. Một sư đoàn đây này. Thế là vừa. Chấm địa tôi coi. Xong chưa nào, Sapporo và Ashikagawa 98 rồi. Nhật Bản ấy, thắng rồi. Quá dễ, quá dễ, quá dễ. Thế thì bây giờ ấy, thì rằng là mình sẽ muốn chiếm Nhật Bản là chủ yếu nhá. Mãn Châu thì xem nào. Liberate sau đó rằng là Mãn Châu đúng nhỉ. Manchuko này. Hấp hết này. Không đủ điểm. Thôi rồi, thì mình sẽ muốn chiếm toàn bộ Nhật Bản này. Mình có 47 điểm ấy không? Ít điểm. Mình hơi ít điểm quá đấy. Hơi bị ít điểm quá. Được rồi, có lẽ rằng là chúng ta sẽ chỉ có thể chiếm được cái khu vực phía Nhật Bản này thôi này. Thì vậy nên rằng là sẽ khá đáng buồn nhưng mà thôi này, chấp nhận tạm vậy. Subject Chimoto đi cái. Vẫn đủ điểm. Ok, tiếp tục này. Hết điểm. Ăn tiếp này. Nhật Bản, Nhật Bản. Khổ thế cơ.
chúng ta rất cần thủy binh của bọn Nhật Bản đây, thì vậy nên rằng là mình sẽ cần phải chiếm thành lập phiên dậu bọn Nhật Bản nữa. Mấy hòn đảo này thì ấy từ từ ấn nhầm, mình sẽ cần phải cho bọn Nhật chiếm chứ, và sau đó rằng là mình sẽ chiếm cả Sakhalin này với cả rằng là trên này này Kirin Island này, còn Triều Tiên với cả Đông Dương, Đông Dương. Chúng ta sẽ mang độc lập cho Việt Nam. Được rồi, rất là ngon, rất là ngon. Thế nào? Republic Korea, Satellite Republic of Việt of Laos, Cambodia, Việt Nam đâu? Ở kia. À đây, Việt Nam đây. 473 điểm cơ. Đó thế. Có được chiếm rồi này. Còn Trung Quốc mà nó làm khá là chó này, thì vậy nên rằng là đầu tiên ấy thì mình sẽ muốn là cho cái anh Mông Cổ của mình ấy là cái phần nội Mông trên phía này này. Mông Cổ đâu rồi? Đéo hiểu đâu rồi. Mông Cổ à đây rồi, ok. Anh tôi sẽ cho vị trí bên này. Không đủ điểm. Rồi, ok. Đéo có đủ điểm à? Mình có bao điểm rồi? Mông Cổ, tôi muốn cho anh mình lãnh thổ này để anh về lãnh thổ cũ ngày xưa nào. Đấy rồi, ok, enter này. Còn sau đó ở Triều Tiên ấy thì rằng là xem nào. À ừ, cho bọn Nhật chiếm nốt chỗ này đi, đừng để mất này. Enter, Siam bọn nó còn phía Nam nữa. Japanese Micronesia, Dalian cả, Iwo Jima nữa. Rồi ok, để lấy nốt đi nhá, lấy nốt đi. Anh Nhật thì cũng khá là an yên đấy, không phải làm lạ, không phải làm sao lắm cả này. Xem còn ai ở đâu. Manchukuo còn phía Nam này nữa. Thì mình lấy làm gì đâu? Mình không có nhu cầu lắm này. Japanese Micronesia không cần này, Siam vẫn còn phía Nam này nữa. Ăn chỗ này ăn cũng được nhưng mình không có nhu cầu lắm ấy. Thôi không ăn đâu, nó xấu lắm, mình không thích ăn làm gì cả. Done, đã xong rồi, ok. Châu Á là giờ đã chia xong rồi, thì vậy nên rằng là cũng khá là ok này. Republic of Laos này, Việt Nam đang thuộc về chúng ta đúng không? Ai đây? Hồ Chí Minh. Rồi ok, Triều Tiên này, và sau đó rằng là Japanese People's Republic đã xong rồi, ok. Xem nào, Dominion India ở phía châu Á xong rồi, thì vấn đề bây giờ là phía châu Âu, thì châu Âu rằng là chúng ta không có đường nào mà tấn công bọn nó được cả. Declare Thổ Nhĩ Kỳ à? Hay Declare nhỉ? 65 ngày. Mình thì mình cũng hết thời gian rồi sao nhỉ? Thôi rồi. Thì đầu tiên lực lượng này ấy, thì rằng là sẽ hãy về châu Âu này, tập trung về phía Moscow đã này. Lực lượng này thì sẽ nhập vào bên này đi. Đâu nhỉ? Đây, vào đây nào. Lựa bên này thì sẽ vào đây đi. Rồi ok. Về đi cái anh ơi. Các anh về đi cái nào. Ra đây này. Rocket Artillery đã xong rồi nhá. Khiếp cái gì đấy. Trông ghê đấy. Đánh bọn Thổ Nhĩ Kỳ à? Thổ Nhĩ Kỳ thì vấn đề rằng là nếu mình không đánh nhanh thì rằng là bọn nó sẽ bọn phe phát xít sẽ hỗ trợ vào đấy, thì chúng ta sẽ hơi căng một chút nhỉ. Thế bây giờ ấy thì rằng là nếu bây giờ mình tấn công thử nhá, thử phát cái nào. À, God, màu đỏ, thôi kệ mẹ đi. Thôi, có lẽ rằng là hôm nay chúng ta sẽ chỉ biết ngắn này thôi nhá. Mình nghĩ rằng là thôi khi nghỉ đi, bởi vì chúng ta không biết làm gì nữa đâu. Đức thì nó quá mạnh, thì vậy nên rằng là chúng ta không thể nào mà qua được. Thì vấn đề rằng là bây giờ sẽ cần phải làm gì. Thôi nhá, nghỉ nhá. Vậy thì mình rất mong bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Bye bye. Dừng đi.